Mika xin chào anh em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review chi tiết mẫu Wika Ultra 5 của bạn anh em nhé. Mẫu các mẫu Ultra thì thường là sẽ không có túi, không có hộp anh em nhé. Ok. Mẫu Ultra 5 này được ra mắt thì nó sẽ dần thay thế cái mẫu Ultra 4 là cái mẫu da PU cũ, da trơn. Thì mẫu Ultra 5 này thì với họa tiết mới và đặc biệt là da nhăn anh em nhé, nó là da PU cũng giống chất liệu kia thôi, nhưng mà nó sẽ làm theo kiểu nhăn giống như da thật kiểu này. Đó. Rất là mềm và dẻo nhé. Đế ở đây là đế nhựa đúc và đã được khâu full đế rồi anh em nhé, khâu full. Đó. Đế nhựa dẻo thôi, đẹp nó rất là êm, khá là nhẹ. Thì đây là một trong những mẫu giày bán khá là chạy vì nó vừa tiền với phân khúc giá học sinh sinh viên thôi, rất dễ đi. Form giày Bata đi size nào thì đôi này anh em đi size đấy nhé. Ok. Đinh. Đôi này thì nó thuộc dạng là nồi đồng cối đá rất là bền. Anh em đi học sinh sinh viên có thể sử dụng để chúng ta đi thể dục. Học thể dục xong thì chúng ta làm chặt đúng không? Cuối giờ làm chặt. Đó. Giá hợp lý. 249k. Đẹp ngon. Đôi này thì form rất là phổ thông thôi. Thì tôi quay cho anh em xem mà Ultra 5 nó khác Ultra 4 như nào thôi. Thì Ultra 4 thì nó là da trơn, PU trơn. Là Ultra 5 nó là da nhăn và với những cái họa tiết mới. Còn màu sắc thì nó sẽ có những vẫn những cái màu đấy. Đây là màu bạc thì Ultra 4 nó cũng có màu bạc. Nhưng mà Ultra 4 thì sắp tới có khả năng là ngừng sản xuất. Thì mẫu Ultra 5 này nó sẽ là thay thế anh em nhé. Để đặt hàng sản phẩm này thì anh em click vào đây để đặt hàng trực tiếp, truy cập sản phẩm trên website đặt hàng hoặc truy cập phần mô tả như ghi phần bình luận để đặt hàng trực tiếp anh em nhé. Hoặc để tham khảo các sản phẩm khác thì truy cập wikasport.com, chúng ta có thể tham khảo phụ kiện quần áo bóng đá của nhà Wika nhé. Ok, đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Wika Sport và bắt những video review tiếp theo nhé. Rất là dễ đi thôi. Tài chính vừa vừa là được. Ok, xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo.